Bữa nay hành quá chừng luôn mọi người. Không quên, chào mọi người nha. Thì bây giờ mình đang ở nhà ông Sáu rồi các bạn. Tới được nhà của ông Sáu rồi. Cái chòi ở nhà. Đó. Đây, mình xách nguyên một cái giỏ. Cái giỏ này sắp đi vào huyền thoại rồi mọi người. Ai, ông Sáu rồi mất tiêu rồi. Chắc là đi vô vườn rồi mọi người. Ai, giới thiệu với mọi người trước đã. Sáng nay mình đi chợ, mình mua được một mớ đồ. Tỏi nè, thịt nè. Ơi, cái này của mình mua kem đánh răng, mình lộn, mình đem qua đây luôn. À, một củ cải và một cái củ cà rốt nè. Còn đây, đây là nhân vật chính của chúng ta. Bột đổ bánh xèo, đó. Trời ơi, lúc nãy giờ các bạn thấy đi từ ngoài vườn vô lúc lúc mị mị gửi xe ngoài đó. Tại vì sợ trời mưa á mọi người. Đó, đi lộ từ đó vô đây, ta nói. Đi vô đây mà hôm ok. Đầy mình luôn. Em mất tiêu rồi, trời ơi, đi tới đây là thấy vừa ông Sáu thấy ngon nữa rồi. Sáu ơi. À đây, ông Sáu ở đây. Làm gì ông Sáu? Giặt đồ. Cái đồ hả? Sao cô đơn không có nội trợ không tự giặt? trời. Bữa nay mày đặt đòi nội trợ rồi đó ha. Có đòi, nói ông Sáu không có người nội trợ chứ ông Sáu đâu có đòi đâu. À, không có người nội trợ. Ê, trời thánh thần ơi. Này đeo kính đen nữa ông thần. Ghê nha. Đừng cho bụi vô mắt. Trời, giặt đồ cho bụi vô mắt. Ông Sáu bắt đầu trong thời gian này ông Sáu bắt đầu ngầu lên đó mọi người, đeo kính đen đồ. Sao tối ngủ ngon không Sáu? Ngủ một giấc tới 4 giờ. Một giấc tới 4 giờ luôn ha. Vậy là ngủ ngon rồi. Chúc bạn ngủ ngon. Ở bữa nay có đi bầu cử ứng cử gì chưa mà về giặt đồ? Sáng đi sớm rồi con ơi, đi rồi 7 giờ rồi. À. 6 giờ đi tới chỗ bầu cử rồi, 7 giờ người ta bỏ phiếu mình về. À, tức là mình không có bỏ phiếu là mình về luôn ha. Bỏ chứ. À, bỏ, tôi nghe đó, 7 giờ người ta bỏ phiếu mình về. Bỏ phiếu xong mình về, tranh thủ về mà. Vậy đó hả? Sợ Út Lục Bình lên không có ông Sáu ở nhà. Trời. Con đi từ ngoài giường vô, con đi chịu không nổi luôn á. Bữa nay ông Sáu biết con đã ông Sáu món gì không? Để món gì? Bất ngờ. Đâu Sáu á, cái món đó phải ăn với lá cách nha. Đoán hả? Mà thấy bữa nào cũng ăn với lá cách hết. Sao? Giờ đón đại đi. Đúng rồi, tại vì gần mùng năm chắc ăn bánh xèo quá. Trời, đúng rồi đó, sao hay vậy trời. Tại gần mùng năm à, chắc là hôm qua có gợi ý ăn bánh xèo ha, hôm nay dự đoán bánh xèo luôn ha. Mà cũng chưa chắc. À, bữa nay là đúng rồi đó, không sao, chúng ta sẽ ăn cái món bánh xèo. Thì cái này là con mua đột bột chì đổ thôi, chứ không có xây bột được không sao. Ông Sáu đi bầu cử cho người ta quá trời mà không ai cho ông Sáu cái nhà gì hết trơn vậy ông Sáu. Nhà gì mà mình mà cắt khổ 4 năm rồi mà giờ không có được hưởng chế độ Covid-19. Trời ơi. Hưởng chế độ Covid-19. Cũng lấy sổ khổ ra, nó lấy sổ khổ ra cho thấy luôn. Không biết làm sao mà ông Sáu xuống giả lú giờ này rồi. Ôi trời, cái nó chết. Không phải đâu. Ông Sáu nực quá chị không nổi. Đó, đấy là con đóng trứng được 1/2 đấy không. Đây, nhìn ra cánh đồng bao la bát ngát. Đây là cái bờ kinh ven thuộc. Cô ông Sáu cũ quá rồi. Không hay để vậy, nó đâu nhầm nhọ gì mà sao nó vô. Cô ông Hai không còn mới, nó thích lú mới á. Có không có dễ đùng đùng ông Sáu ơi. Ủa, vô đường con có lóc kìa. Út Lục Bình ơi. Gì vậy ông Sáu? Được con lương nhỏ nữa nè. Con lương nhỏ hả? Cỡ hôm qua không? Nhỏ hơn. Tưởng đâu là được cỡ như hôm qua là im luôn á. Trời mưa xuống mình khỏi mắt đi chợ nước. Gì vậy ông Sáu? Đạp cá gì ông Sáu? Cây nó sọc vợ. Trời ơi. Hết hồn tưởng đâu đạp mà phải con cá chứ. Ô, nó chung gà. Nó chung gà, nó không có vô đâu mà chung gà ông Sáu ơi. Khoét lỗ nè, bạn này thấy không? Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, lỗ mới to luôn kìa. Đây, cái thớt trái tim của ông Sáu này các bạn. Đẹp chưa? Trái tim cô đơn. Mâm người xào lại phải không? Dạ. Nói chung là cái này cũng hơi cực á. Mà muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Ít thôi nha ông Sáu. Như đây được rồi. Nói sao mà nó có đều trong thịt đó được. Này, con bóp là nó đều à. Ít bột ngọt thôi mọi người. Đó. Lỡ tay không? Lỡ tay thì nó mặn cậu cháu mình ăn chứ ai đâu ăn. Được rồi ông Sáu.
cho có được rồi mình còn chấm không ạ? Dạ. Nói chung là để có được cái món bánh xèo này thì hai con cháu cũng cực hết sức rồi mọi người. Ôi, khói quá trời rồi ông Sáu ơi. Thì chúng ta cắt, chúng ta đổ vô các bạn. Cho cũng tốt, cũng cho cũng tốt. Đây là một bánh xèo. Các bạn đổ vô đây pha nước ấm ấm á. Đựng nước nóng, nước nóng là chín bột luôn á mọi người. Ôi, nó đặc sệt luôn à. Nhiều bột quá đổ thì nó cũng không chín. Ít bột quá thì đổ nó mềm quá bánh xèo. Nó nhão. Nó chậm rút. Thịt này là chúng ta ướp sẵn lúc nãy á mọi người. Thịt băm á. Đó, cái này thì mọi người sẽ làm cho nó chín, nó vàng vàng kiểu này nè mọi người. À, xong rồi chúng ta sẽ nhấp xuống. Ăn vụng miếng rồi, không sao không có nhà. Nó hơi nhạt. Vừa phải rồi. Đổ lên đây. Quậy lên. Chúng ta không cần phải đổ nhân, chúng ta đổ trực tiếp luôn. Ở đây thì không sử dụng tôm nha mọi người, tôi dự ứng với tôm á, cho nó ăn tôm được. Một ca này thì hai cậu cháu là chắc cũng được rồi. Còn đây là cái chảo điện thoại của ông Sáu nè. Để đổ bánh xèo theo cách người xưa á mọi người, thì chúng ta cần trang bị một cái tàu chuối như thế này nè các bạn. Đi cắt tàu chuối về cái chảo nóng quá trời. Đó. Người xưa thì người ta lăn như thế này các bạn. Đây là cách đàn ông chế biến ẩm thực. Còn làm cho ông Sáu ăn lần nhớ luôn. Nhớ hoài luôn. Đi đâu ăn bánh xèo có nhớ Út Lục Bình, trời nó đổ cho tao ăn rồi. Ờ tao nó bay ơi, nó ngon quá trời. Lắc chảo để nó chín rồi. Con Sáu đói bụng lắm mà ra ngồi ăn cơm nguội. Trời trời nhìn ngồi dưới ta. Nó dính cái bên chảo nó hư nè. Úp lại. Đây là cái bánh thứ hai, nó cũng đã thành công được một phần rồi nè mọi người. Thấy không? Nó không còn bị dính chảo nữa. Đây là củ cải trắng với cà rốt mọi người. Sắp ra làm nước mắm, ông Sáu thì đổ bánh xèo. Nó mỗi người một việc đi làm cho nó nhanh mọi người. Chúng ta băm một ít tỏi và một ít ớt thôi. Nhưng mình nói với mọi người trong thời gian này mình hạn chế ăn ớt. Ít nhất có thể. Giống nước mắm ớt rồi đó mọi người. Thái tượng chúng ta gói, chúng ta dùng nó thay bánh tráng, nó thái tượng, bông thái tượng ha, một nắm thôi đủ cho hai cậu cháu ăn thôi, lấy hai trái thôi. Cái cách này là ăn rất là thơm, hái vài cọng thôi mọi người. Để ăn miếng hết của ông Sáu để ông bán lấy kiếm mất tiền. Đây, giờ này tắt cho lúc nãy quên nặng mọi người. Cái này chứ tắt, nhiều chỗ người ta còn gọi là cây kim quất á. Đây nè mọi người, cuối cùng thì hai cô cháu cũng đã hoàn thành xong sau một buổi sáng. Đó, cái này thì mình chỉ đổ được vài cái thôi. Còn như là ông Sáu đổ nha. Còn mình thì đi tìm rau, mình làm nước mắm và những cái công việc lặt vặt khác. Đó, thì bây giờ mời mọi người cùng hai cậu cháu ăn bánh xèo giữa buổi trưa hè nha. Cái đó là mỡ đó ông Sáu. Cách truyền thừa của ông Sáu. Những cái cải xanh của ông Sáu nó chưa được lớn nữa. Bắt đầu nhỏ bằng thịt nữa. Ăn vậy nó mới kịp mấy con sâu.
Rồi. Nè sao dễ bùa nó lên đây nó dễ bùa quá trời. Mình ăn, trễ quá nó tại hút rụi hết trơn. Dạ. Tại vì nói chung ông Sáu cũng ít xịt thuốc cho nên là sâu quá mọi người. Không? Mời các bạn. Mời mọi người ăn bánh xèo trưa với ông Sáu với Út Lục Bình nha. Nào cắn thử một phát ông Sáu. Trời ơi. Ngon quá Lục Bình ơi. Con đang đói mà con thấy ông Sáu cắn một phát trời ơi con thèm. Đây nè cho mọi người xem cảnh bánh xèo nè. Đó, cái này là cái gì? Gọi là cái gì ta? Trời da. Không phải. Cái này là tác phẩm của những người đàn ông. Ông Sáu gỡ ra con này không Sáu? Đây, mình sẽ chấm vào đây mình ăn một miếng này. Đây mà mọi người nha. Ôi có nước mắm. Rồi mọi người nha, em có xèo không cái đã. Này có lá dông rồi nữa. Có lá dông bây giờ. Sáu mình hết lá dông rồi Sáu. Sáu sẽ tìm cách trồng. Trồng hả? Ừ, đi kiếm giống về trồng. Cái đó mình cắt một khúc về, bây giờ mình cắm xuống là nó mọc rồi phải không? Cắm rồi. Nó dễ mọc mà. Ừ. Rồi có rau má nữa nè. Mình thì chuộng nhất là lá cắp. Bữa nào cũng rau má, bữa nào cũng lá cắp. Cây nhà lá vườn của ông Sáu à. Giờ thì bắt đầu cuốn rau nè mọi người. Phải cuốn rau đói bụng quá trời à. Tối muốn lả luôn á mọi người. Ông Sáu đói bụng quá chạy ra ngồi chờ mỏm ăn cơm nguội. Mình giờ sáng mình cũng ăn mớ cơm nguội ở nhà. Cũng đẹp mà ông Sáu. Đẹp mà. Ngon lành cành đào luôn. Đó. Cuốn vô. Ai cũng nói bánh xèo mà. Ai cũng nói bánh xèo. Ở đây toàn là rau vườn không á mọi người. Không có rau rừng. Tại vì ở đây là giữa cánh đồng mà các bạn. Thường là bánh xèo người ta thường ăn với rau rừng hay không Sáu? Cắt lòi rồi. Xương máu rồi. Nước mắm này vừa không Sáu? Vừa ăn. Mới chịu chua. Uống vô. Ô em bánh xèo không em đó quá trời. Đây mọi người thấy không? Rau mới hái lên mình nó héo, cái này là các bạn biết ở ngoài đồng nó nóng cỡ nào rồi đó. Nóng lắm mọi người. Sao nói gì không Sáu? Này giống như mình ăn mùng năm sớm. Mùng năm cậu cháu mình đổ nữa. Quá ngon Sáu ơi. Sao mình hai cậu cháu mình làm cái gì cũng ngon, không biết người dân ngon không mình ngon á. Ngon thiệt mà tại không người ta không có được ăn. Không biết mọi người có ngon không chứ ông Sáu với Út Lục Bình là ngon suốt luôn. Lúc nào cũng ngon. Mình làm ăn mình ngon. Món gì nấu cũng ngon á. Ở đây chỉ thiếu một điều thôi, Sáu biết sao? Trời nó hơi nóng. Mà làm cái này muốn vô máy lạnh sao làm được? Không á. Cái con là giống như là cái kiểu mà cái này mà mình được ăn trong buổi chiều mưa á. Trời ơi, đã. Trời ơi, ui rồi ha. Dạ. Lá cách này nè, thay thế rau thơm nè. Khẩu vị á. Dạ. Này nắng quá trời, hai cô cháu quá đều muốn héo quá trời. Bây giờ trời cũng đang chuyển mưa rồi các bạn, hy vọng là chiều nay trời sẽ lại tiếp tục mưa. Cô cháu sẽ tươi lại. Ôi thánh thần ơi nè mọi người. Ngon đủ ký. Nói thôi ngon đủ ký, câu này mới nghe lâu lắm mới nghe không Sáu. Câu đó là con nghe từ lúc nhỏ. Sao bẵng đi thời gian bây giờ mới nghe ông Sáu nói lại. À, tưởng đâu không ngon, ai dè ngon không tưởng nghe không Sáu. À, thì đây là cái món bánh xèo mà hai cậu cháu muốn chia sẻ với mọi người trong buổi trưa nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho hai cậu cháu nha. Vậy thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cậu cháu ơi. Bye bye.